Tối 6 tháng 9, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông PC67, công an thành phố Hà Nội đã tiến hành tuần tra phát hiện xử lý các phương tiện vi phạm giao thông nói chung và các xe quá khổ, quá tải nói riêng. Sau khi chúng tôi có loạt bài phản ánh về tình trạng xe có dấu hiệu quá tải, chạy như đi hội trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đội cảnh sát giao thông số 6 đã lập tổ tuần tra phát hiện và xử lý những xe tải vi phạm vào ban đêm thuộc địa bàn quản lý. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Trung Thành, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 6 xác nhận, thời gian vừa qua có hiện tượng xe quá tải tái diễn trên địa bàn. Từ tình hình trên, đội cảnh sát giao thông số 6 đã báo cáo lên lãnh đạo phòng PC67. Được sự đồng ý của phòng PC67, đội cảnh sát giao thông số 6 đã lên kế hoạch lập tổ công tác thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát vào ban đêm để xử lý các phương tiện vi phạm giao thông, đặc biệt là các xe quá khổ, quá tải. Theo kế hoạch, từ nay tới tháng 12 năm 2017, chúng tôi tổ chức một tổ công tác thường xuyên tuần tra kiểm soát vào ban đêm để xử lý nghiêm, ngăn chặn tình trạng xe quá tải, Trung tá Thành cho biết. Theo ghi nhận của chúng tôi, tối 6 tháng 9, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 6 đã lập chốt tại một số điểm, trong đó có ngã tư đường Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, D Đông Ngạc, Tân Xuân. Trong ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 6 đã phát hiện, lập biên bản xử phạt phương tiện vi phạm. Các xe vi phạm chủ yếu là xe tải với những lỗi như không phủ bạt che chắn khi chuyên chở vật liệu xây dựng, không có đèn chiếu biển số. Điều đáng chú ý, trong buổi tối 6 tháng 9, khi có mặt lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, chúng tôi không phát hiện bất cứ xe nào chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải chạy trên tuyến đê sông Hồng, cũng như nhiều tuyến phố khác như Phạm Văn Đồng, Tân Xuân. Cũng trong tối 6 tháng 9, tất cả các cửa khẩu dẫn xuống các bãi vật liệu xây dựng thuộc phường Thụy Phương, Liên Mạc, Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm đều có barrier chốt chặn. Trước đó, khi đội cảnh sát giao thông số 6 chưa lập tổ công tác tuần tra vào buổi tối, thì nhiều cửa khẩu vẫn thường xuyên được mở và các xe tải chuyên chở vật liệu xây dựng vẫn vô tư hoạt động như ong vỡ tổ. Qua đây rất dễ dàng để nhận thấy khi có lực lượng chức năng vào cuộc xử lý. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tổ chức tuần tra kiểm soát vào cả ban ngày và ban đêm, thì các xe quá khổ, quá tải sẽ không có cơ hội để hoạt động bất tuân pháp luật.